học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. Sách giáo khoa toán 5 trang 57. Trước hết, chúng ta tìm hiểu phần A. Ví dụ 1. 27,867 nhân 10 bằng hỏi chấm. Chúng mình có nhận xét gì về phép nhân này? À, đây là phép nhân một số thập phân với 10. À, làm thế nào để chúng ta biết cách nhân một số thập phân với 10? À thông thường chúng ta đặt tính, chúng ta sẽ đặt tính. Ta viết thừa số thứ nhất. 27,867 là thừa số là một số thập phân. Viết dấu nhân rồi viết thừa số thứ hai là 10. Sau đó chúng ta à nhân thực hiện phép nhân. Ở lớp 4 chúng ta đã học nhân một số tự nhiên với 10 rồi, phải không? Muốn nhân một số tự nhiên với 10 thì ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó, tức là ta sẽ viết một chữ số 0 vào bên phải số 27867, phải không? Đấy, trước hết là chúng ta nhân thì chúng ta sẽ viết số 0 trước này. Đấy. Sau đó chúng ta lấy 1 nhân với 2, 7, 8, 6, 7. 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 6 bằng 6, viết 6. 1 x 8 bằng 8, viết 8. 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 2 bằng 2, viết 2. Như vậy, ta được 2, 7, 8, 6, 7, Mà ở bài trước thì chúng ta đã học nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Sau khi à, chúng ta nhân như nhân bình thường, thì chúng ta đếm xem ở phần thập phân của các thừa số có bao nhiêu chữ số thì sẽ ta sẽ tách ta dùng dấu phẩy tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái như vậy ở đây thừa số thứ nhất là số thập phân vậy ta đếm ở phần thập phân có 1, 2, 3 chữ số thì ta dùng dấu phẩy tách ở tích kể từ phải sang trái cũng 3 chữ số 1, 2, 3 như vậy ta sẽ viết dấu phẩy giữa số 6 và số 8 ta được 278,670 27,867 nhân 10 bằng 278,67. À, bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái thừa số thứ nhất và tích, tức là kết quả của phép nhân đấy. Chúng ta xem có gì khác nhau nào. À, như vậy ta thấy là ở thừa số thứ nhất thì dấu phẩy đặt ở giữa số 7 và số 8. Còn tích thì dấu phẩy đã được chuyển À, một chữ số sang bên phải, tức là đặt giữa số 8 và số số 6 phải không? À, từ phép nhân này chúng ta có nhận xét gì nhỉ? À, nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 278, à 67. Đấy đó là nhân với 10 đúng không? đấy là nhân số thập phân này với 10 thì ta chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Tiếp tục, chúng mình lại tìm tìm hiểu ví dụ 2. Ví dụ 2. 53,286 nhân 100 bằng hỏi chấm. À chúng mình lại nhận xét về cái phép nhân này. À đây cũng là một phép nhân một số thập phân với à, với 100 đúng không? Đấy, với 100. Thì thông thường chúng ta cũng đặt tính, chúng ta đặt tính và ta tính như ở ví dụ 1. Đấy, ta đặt tính là số thập phân 53,286 ta viết trước, viết dấu nhân rồi nhân với 1000. Ở như lúc nãy cô giáo đã nói ở lớp 4 chúng ta đã học nhân một số thập phân với à, nhân một số tự nhiên với à, 100 1000 phải không? 10 100 1000 như vậy nhân với ở đây nhân với 100 thì ta cũng chỉ viết ta chỉ viết viết việt ta chỉ viết việc viết hai chữ số 0 sang bên phải à, cái số đó phải không? Tức là ta viết trước này, hai chữ số 0 trước này. Đấy. Sau đó ta lấy 53, 53286 ta nhân với 1. 1 x 6 bằng 6, ta viết 6. Sang bên trái hai chữ số 0 viết trước hai chữ số 0. 1 x 8 bằng 8 viết 8. 1 x 2 bằng 2 viết 2. 1 x 3 bằng 3 viết 3 và 1 x 5 bằng 5 viết 5. Đấy. À, vì đây là nhân một số thập phân với một số tự nhiên phải không? Sau khi à, nhân như nhân bình thường, ta đếm xem ở phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số thì ta tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Bây giờ ta đếm này, thừa số thứ nhất là số thập phân, thì có à, 3 chữ số ở phần thập phân thì ta dùng dấu phẩy tách ở tích. 3 chữ số kể từ phải sang trái đếm 1 2 3. Như vậy dấu phẩy sẽ đặt giữa số 8 và số 6. Ta được 5328,600. Như vậy à kết quả của phép nhân 53 à 53,286 nhân 100 bằng 5328 76 Bây giờ chúng ta lại à, có nhận xét gì? Hoặc là chúng ta so sánh gì? Đấy, chúng ta sẽ so sánh giữa thừa số thứ nhất và tích. Ở thừa số thứ nhất thì chúng ta thấy dấu phẩy đặt ở giữa chữ số 3 và chữ số 2. Đấy. Còn tích thì dấu phẩy đã được gì? Chuyển sang bên phải hai chữ số, phải không? Từ chữ số 2 đến chữ số 8 ở giữa số 8 và số 6. Đấy. Như vậy chúng ta có một nhận xét là gì? Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số thì ta cũng được 5.328, à mươi 6. Đấy. Đó là cái cách nhân một số thập phân với 100, đúng không? Tức là ta sẽ chuyển dấu phẩy của cái số thập phân đó sang bên phải hai chữ số Đấy, sang bên phải hai chữ số. Thì qua hai ví dụ thì ta thấy là ví dụ thứ nhất là nhân số thập phân với 10. Đấy, ta thấy chữ số 10, số 10 có một chữ số 0 thì ta chuyển dấu phẩy của cái số đó sang bên phải một chữ số. Còn à số thập phân nhân với 100 thì ta thấy số 100 có hai chữ số 0 thì ta cũng chuyển dấu phẩy của cái số đó sang bên phải hai chữ số. Thế vậy nếu mà nhân một số thập phân với 1.000 hoặc là 10.000, 100.000 à, hoặc là 1 triệu vân vân phải không? Thì ta làm thế nào? À ta cũng làm như vậy đúng không? Ta đếm xem à, cái số tròn trăm, tròn chục, tròn nghìn đó là có bao nhiêu chữ số 0 thì ta sẽ chuyển dấu phẩy của cái số thập phân đó sang bên phải bấy nhiêu chữ số 0. Đấy. Như vậy là qua hai ví dụ vừa rồi thì Chúng ta rút ra cái quy tắc nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. Thì ta làm thế nào? À, như vậy, muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân, thì ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3, vân vân chữ số. Đó là cái quy tắc chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta vận dụng vào à khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. Quy tắc đó ở sách giáo khoa toán 5 trang 57. Cô nhắc lại. Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3, vân vân chữ số Bây giờ chúng mình vận dụng cái quy tắc này để chúng ta lần lượt làm các bài tập trong sách giáo khoa Trước hết chúng ta làm bài tập 1 Bài tập 1 Nhân nhẩm Ở bài tập 1 có 3 câu Câu A, câu B và câu C Bài yêu cầu chúng ta nhân nhẩm phải không? Tức là chúng ta sẽ nhẩm để Chúng ta ra kết quả câu a một bốn nhân với 10 à đây là một số thập phân nhân với 10 bây giờ chúng ta cũng vận dụng cái quy tắc mà chúng ta vừa mới được biết để chúng ta sẽ thực hiện bây giờ chúng ta thử đặt tính nhân như là ở ví dụ một nhé một bốn nhân với mười Đầu tiên ta nhân như nhân một số thập phân à, như nhân một số tự nhiên với 10 đi phải không? Nhân một số tự nhiên với 10 thì ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó. Tức là phải viết chữ số 0 trước này sau đó ta nhân này, 1 x 4 bằng 4 viết 4, 1 x 1 bằng 1 viết 1. Sau đó ta đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số. Ta tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Ở số thập phân có à, một chữ số ở phần thập phân là 4, phải không? Như vậy ta tách ở tích một chữ số kể từ phải sang trái. Ta được gì? 1,4 x 10 bằng 14,0. 14,0 tức là bằng 14 không? Đấy, như vậy tiếp theo 2,1 nhân với 100 2,1 nhân với 100 Ta cũng đặt tính này 2,1 nhân với 100 Thế thì 2,1 nhân với 100 Thì À trước hết là ta cũng viết hai chữ số 0 vào tích đã này. Đấy, sau đó ta lấy 1 nhân với 2,1, 1 nhân 1, 1 bằng 1 viết 1, 1 nhân 2 bằng 2 viết 2. Sau đó ta đếm ở phần thập phân của số 2,1 có một chữ số 0. Ta tách ở tích một chữ số 0 kể từ phải sang trái. 2,1 nhân 100 bằng 210,0 tức là bằng 210. Tiếp theo Phép nhân thứ ba 27,2 nhân với 1.000. Đấy. Như vậy ta viết 3 chữ số 0 trước, phải không? Đấy, bởi vì nhân một số với 1.000 vào tích. Sau đó ta lấy 1 nhân với 2 bằng 2. 1 nhân với 7 bằng 7, viết 7. Sau đó ta đếm ở phần thập phân của số thập phân có 1 chữ số. Ta tách ở tích 1 chữ số kể từ phải sang trái. 7,2 nhân 1.000 bằng... 7.200,0 tức là bằng 7200. như vậy ta thấy là ở phép tính thứ nhất thì dấu phẩy đã được chuyển một chữ số sang bên phải, đó là nhân với 10. Thế còn nhân với 100 thì dấu phẩy đã được chuyển sang bên phải hai chữ số phải không? Và nhân một số thập phân với 1000 thì dấu phẩy ở đây cũng được chuyển à, sang bên phải ba chữ số phải không? Đấy, như vậy bây giờ chúng ta cứ vận dụng cái quy tắc đó để chúng ta nhân nhậm à, câu B và câu câu C. Đấy. Câu B và câu C này. 9,63 x 10 nhân một số thập phân với 10 như vậy ta chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số của số đó tức là ta viết số 963 trước này. 963. Dấu phẩy từ sau số 9 ta chuyển sang như vậy sau số 3, số 6. Vậy ta được 96,3 25,08 nhân với 100. Như vậy dấu phẩy ta sẽ chuyển được à sau số 8 phải không? Như vậy ta được 25 2508,00 phải không? Phẩy 00 không không thì ta viết thành số là 2508. 2508. Tiếp theo ý thứ ba. 5,32 nhân với 1.000 Như vậy là ta đếm ở 1.000 này có 3 chữ số 0 Thì ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số 5,32 sang bên phải 3 chữ số phải không? Ở đây phần thập phân mới có 2 chữ số thôi phải không? Thì ta muốn có thêm 3 chữ số thì ta viết thêm chữ số 0 vào à, bên phải Cái phần thập phân này ta được 320 Phải không? Và dấu phẩy được chuyển sang sau chữ số 0 Được kết quả à, 5 phẩy à, năm ba hai không phải không đấy như vậy được năm ba thì chúng ta viết thành năm nghìn ba trăm hai mươi năm ba mươi hai nhân một nghìn bằng năm nghìn ba trăm hai mươi tiếp theo chúng ta thực hiện câu c năm phẩy ba trăm hai mươi tám nhân 10. À như vậy cái số thập phân này chúng ta sẽ được kết quả là gì? À 5 53, phải, à 28 đấy. Như vậy ta đã chuyển số phẩy của số đó sang bên phải một chữ số. Tương tự 4,061 nhân 100 thì ta sẽ được à, 406 phẩy một như vậy số thập thập phân này ta đã chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số phải không? Sau chữ số 6. Tiếp theo 0,9 cho 894 nhân 1 nghìn. Đấy. Như vậy dấu phẩy ở số thập phân 0,984 ta chuyển 3 chữ số sang bên phải phải không? Ta được 098 94 à 0 0894, không đúng không? Như vậy thì ta sẽ viết thành số là 8, 9, 4. 0,894 x 1.000 bằng 894. Như vậy bài 1 vừa rồi à, chúng ta đã thực hiện nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1.000 muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 vân vân. Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3 vân vân chữ số. Tiếp tục bây giờ chúng ta chuyển bài tập 2. Bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu là gì? Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm. Đấy. Có đơn vị là cm. Viết các số đo sau dưới dạng à, số đo có đơn vị là cm. Đấy. Ở đây chúng ta thấy là có hai cột, phải không? Cột thứ nhất và cột thứ hai, mỗi một cột là chúng ta có à, hai phép tính. Mỗi cột có hai phép tính. Mỗi cột có hai phép tính. Chúng ta thực hiện à, cột thứ nhất. 10,4 dm bằng bao nhiêu cm? Bài yêu cầu chúng ta đổi tất cả các số đo này thành à, cm phải không? 10,4 dm đây là một số thập phân đổi từ đơn vị cm thành dm tức là đổi từ đơn vị đơn vị à, lớn thành đơn vị nhỏ đúng không? Đấy. Chúng ta thấy là 1 dm thì bằng 10 cm. Thì ở đây có 10,4 dm bằng bao nhiêu cm thì chúng ta sẽ làm phép tính gì nhỉ các con nhỉ? À chúng ta sẽ làm phép tính nhân đúng không? Ta sẽ lấy 10,4 nhân với 10 đúng không? 10,4 nhân với 10. 10,4 10, nhân 10 này nhân với 10 thì việc ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số tức là bằng 104 cm bằng 104 cm tiếp theo 12,6 m bằng chấm chấm cm ở đây đổi từ đơn vị mét sang cm từ mét đến cm thì chúng ta thấy đây không phải là hai đơn vị à, đo à, độ dài liền kề nhau phải không từ mét đến cm thì còn phải qua đơn vị nữa là dm vậy 1 m thì bằng 100 cm 12,6 m thì sẽ bằng 12,6 nhân với 100 đúng không ta sẽ lấy 12,6 nhân 100 Nhân một số thập phân với 100 thì ta việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số. Như thế này. 12 6 chuyển hai chữ số tức là ta phải thêm một chữ số 0 nữa phải không? Như vậy ta được 1260 cm. 1260 cm. 0,856 m bằng chấm chấm cm. Cũng như là phép tính vừa rồi. Đổi từ m sang cm phải không? Ta chỉ việc là gì? nhân không? 8, 0, 856 ta nhân với 100 bởi vì 1 m bằng 100 cm. Ta lấy 0,856 nhân với 100, tức là ta chuyển dấu phẩy của số 0,856 sang bên phải hai chữ số nhá. Tức là ta sẽ đặt dấu phẩy đằng sau chữ số 5 và ta được kết quả là 85,6 À, ta chuyển dấu phẩy 3 chữ số đúng không? 1 dm À 1 1 m thì bằng 100 cm, đúng rồi, ta chuyển à dấu phẩy sang bên phải à hai chữ số đúng không? Đấy. Bằng 85,6 phải... à, đấy. Tiếp theo 5,75 dm bằng bao nhiêu cm? 1 dm thì bằng 10 cm. Vậy là 5,75 dm thì ta sẽ lấy 5,75 nhân với 10, tức là ta chuyển dấu phẩy của số 7,5,75 sang bên phải 1 chữ số, tức là ta được 57,5 cm. 5,75 dm bằng 57,5 cm. Bài tập 2 vừa rồi chúng ta cũng đã biết chuyển viết số đo uh, độ dài cũng dưới dạng số thập phân bằng cách là gì ta vận dụng cái nhân một số thập phân với 10 100 yeah. à, tiếp tục chúng mình chuyển bài tập 3 bài tập 3 một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa biết một lít dầu nặng cân nặng là 0,8 kg can rỗng cân nặng 1,3 kg Hỏi: Can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu kg? Bài toán cho chúng ta biết là một cái can dầu một can đấy là can bằng chất nhựa, can nhựa. Can dầu can dầu hỏa đó đựng được 10 lít dầu hỏa. Biết là một lít dầu hỏa thì cân nặng 0,8 kg. Và người ta cân cái can rỗng tức là can mà 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 chưa đựng dầu hỏa thì được là 1,3 kg. Đấy. Bây giờ hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu kg? Tức là người ta hỏi cả à, cả 10 cái khối lượng của à, 10 kg. Đấy, 10 cái 10 10 10 lít dầu hỏa ấy, và cả cái vỏ can nữa, tất cả là cân nặng bao nhiêu kg? Cô giáo tóm tắt bài toán như sau. Một lít dầu cân nặng 0,8 kg. Đấy, can rỗng nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu 10 lít đấy nặng bao nhiêu kg? Hỏi chấm. Thế giờ muốn biết cái can dầu hỏa đó nặng tất cả là bao nhiêu kg phải không? kể cả 10 lít dầu và cái vỏ can nữa. Thì trước hết thì chúng ta phải tính xem là à 10 cái lít dầu đó nặng bao nhiêu kg? Sau đó chúng ta lấy cái số kg của 10 lít dầu Cộng với cái khối lượng của can dẫu Thì chúng ta sẽ ra là Cả cái can dầu hỏa đó nặng bao nhiêu kg Phép tính đầu tiên thì ta sẽ lấy gì à, Vì 1 lít dầu nặng 0,8 kg Vậy 10 lít dầu thì ta sẽ lấy 0,8 x 10 Chúng ta trả lời là gì nhỉ 10 lít dầu hỏa nặng là Nặng số kg này. Ta lấy 0,8 nhân 10. 0,8 nhân với 10. Đây là một số thập phân nhân với 10, phải không? Thì ta chỉ việc uh, viết ta chuyển dấu phẩy của số 0,8 sang bên phải một chữ số phải không? Đấy. Tức là 8,0 đúng không? 0,8,0 thì ta được kết quả là 8 kg. Biết được 10 lít dầu hỏa nặng 8 kg thì bây giờ hỏi cả cái can dầu đó nặng bao nhiêu thì ta sẽ lấy 8 kg ta cộng với cái 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 vỏ can là 1,3 kg phải chúng ta trả lời là gì can dầu hỏa đó nặng số kg là Ta lấy 8 cộng 1,3 bằng 8 cộng với 1,3. Ta lấy 1,3 này cộng với 8. Đây là cộng một số thập phân với một số tự nhiên. Ta đặt phần nguyên dưới phần nguyên, phần thập phân dưới phần thập phân. Đấy, bây giờ số 8 nếu mà chúng ta cảm thấy uh, uh, không thuận tiện thì ta viết dấu phẩy đằng sau số 8 và ta viết thêm một chữ số 0 cho nó bằng uh, số chữ số ở phần thập phân của 1,3. Ta cộng 3 cộng 0 bằng 3, viết 3, 1 cộng 8 bằng 9, viết 9, ta viết dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy của hai số hạng, 1,3 cộng với 8 bằng 9,3, 9,3. kg và đáp số 9,3 kg Đấy, như vậy ở bài tập 4 vừa rồi chúng ta đã vận dụng nhân một số uh, thập phân với 10, 100 để chúng ta giải bài toán liên quan. Vừa rồi, à chúng ta đã biết được một cái quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân. Yeah. Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải 1, 2, 3 chữ số, 3 2 3 vân vân chữ số. Giờ yeah. học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.